Rồi, cảm ơn em trai đã ủng hộ nha. Hai con nái này quá đẹp. Nái này còn vàng nữa mà. Thì con này mới vừa nhảy không mọi người. Mới người thả nọc luôn. Là có em trai đứng thấy luôn. Con này thì chưa biết. Cho nên là thì con này nếu mà đậu thì 3 tháng 3 tuần 3 ngày nữa hết mọi người sẽ có em đầu con nuôi. À, heo này chưa có bên đây nè, cây này nè. Thì anh em nào mua thì liên hệ số điện thoại mình là 0936 708 42 mọi người. Đó là xe lôi chở cỏ của em là cũng dữ chứ. Thôi em chở. Bữa em chở mấy con rơm, 20 con rơm á. Vậy hả? Em chở mà về ta thấy nóng lạnh luôn rồi. Má chở giống như mấy mấy tay bên của Campuchia hả? Cắn cái nhà cái nào phải sáng hả? Mọi người thấy không? Em đẩy cây em chở lên thấy trên này giờ mình ở Tây Ninh nha mọi người. À, anh em nào mua thì liên hệ mình là 0936 708 42 nha mọi người. Hai con này thì để nái thì còn gì bằng nữa mọi người. Thì nái hậu bị mọi người nuôi mọi người nuôi sẽ mau hơn mọi người ha. Nái hậu bị thì nuôi mau hơn, còn nái nhỏ thì lâu. Còn có 7 rưỡi là cái. 7 rưỡi hả? Bán ra tới 3 con này hiện cao cao mà dài đòn, con này quá đẹp. Mấy con này mà cái thời giá nó mắc là đâu có mua nổi. Nay thì heo đang xuống nha mọi người, nuôi thì nhưng mà mình người ta đã ngưng bớt rồi thì tới Tết này khả năng heo lại mắc lại mọi người ha. Thịt lứa. Mọi người thấy không? Nở bớm nở mọi người ha. Đó. Cái bội này của em vừa y luôn. Cứng vậy là quá ngon rồi. Rồi, cảm ơn em trai đã ủng hộ nha. Kiểu để 400 ngàn mua heo phải không? Trùm luôn, trùm hóa, trùm luôn, hết luôn. Chừa cái đường thở ở trước chứ. Đường thở trước sau thôi, cho nó thấy xe nó không có, nó thấy xe nó không có nhảy. Nó mới nhẹ heo. À, cái kẽm này nè, lấy cái chọt kêu đây. Vậy chứ ra đường thấy xe nó sợ nó nhảy. Heo trong hẻm mà. Kiểu ở nhà quê ra đường thấy xe không. Ràng dày thì bảo đảm. Không ấy thì cho vô cái cạnh trong cái chuồng nó cũng được anh hai. Nếu giờ thiếu á. Đủ hả? Nó máng vô cái kẽm á.